thông tin sản phẩm, tên SP, đồ chơi khỉ nhào lộn phát nhạc và đèn LED, màu sắc, có nhiều màu, nâu, hồng, trắng, xanh, vàng, chất liệu, nhựa, linh kiện điện tử, tính năng, cảm ứng giọng nói, phát nhạc, nhào lộn, kích thước 13x8x9cm, được làm bằng vật liệu thân thiện với môi trường, bề mặt nhẵn, không có góc nhọn và cạnh thô, âm nhạc và ánh sáng năng động sẽ tạo thêm niềm vui trong vở kịch, giúp cải thiện khả năng nghe và nhìn tốt của bé. Loại, đồ chơi điện, năng lượng, pin tiểu loại 1, 5VAA, khỉ dễ thương cầm chuối thiết kế, thật dễ thương, đặt đồ chơi xuống đất rồi vỗ tay, nó sẽ tự động lăn qua.